Xin chào các bạn, hôm nay ai xem video này sẽ được may mắn cả năm. Bây giờ mình mang tới cho các bạn bộ phim bom tấn hành động mới nhất 2023. Quá nhanh quá nguy hiểm phần 10, quay về 15 năm trước, lúc này đặc vụ Hawk và Elena lái xe bọc thép đâm thẳng vào đồn cảnh sát. Mục tiêu của họ là đánh cắp chiếc két sắt mà ông chủ ma túy Hernan Reyes giấu ở đây. Tới lượt Dom và Lillian chạy hai chiếc xe độ của mình và cố định một đầu dây vào chiếc két sắt. Hai anh em ra sức kéo két sắt ra ngoài như một cơn gió đi khắp thành phố. Khi cả hai phối hợp nhịp nhàng để kéo chiếc két nặng hàng tấn đi, phía sau thì đám cảnh sát đang đuổi theo họ. Vì vậy họ đã dùng két sắt làm vũ khí để tông vào đám cảnh sát một cách ngoạn mục. Nhưng bọn chúng rất đông và nguy hiểm, một két rất to thế này thì làm sao di chuyển xa được. Thì ra Dom đã lên kế hoạch từ sớm. Sau khi bị rượt đến cây cầu thì hai cha con của ông trùm đã đuổi theo tới đích. Dom cắt dây để đồng đội chạy thoát trước, còn mình chuyển sang chế độ phản lực lao thẳng tới đám cảnh sát sống chết một phen. Anh lặng lách để chiếc két va chạm với những chiếc xe của đám cảnh sát và lao mình xuống biển. Lúc này Dante cùng tên thuộc hạ lấy ra vũ khí hạng nặng muốn hạ Dom, nhưng chẳng may là Dom dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, cho Dante ăn nguyên chiếc két sắt của bố hắn và rơi thẳng xuống biển. Ông bố ăn nguyên chiếc xe của Dom, còn Dom thì may mắn là nhảy ra kịp trước khi chiếc xe bị chiếc két kéo xuống biển. Nhưng hắn vẫn chưa chết đúng lúc đặc vụ Hawk vừa đến, không nói nhiều cho hắn mấy viên kẹo về đoàn tụ với ông bà ngay. Quay về hiện tại, Dom đang dạy cho con trai đua xe đá số để sau này còn nối nghiệp cha. Có vẻ con trai không hài lòng với buổi tập, Dom đội an ủi con trai là không ai sinh ra đã ở vạch đích cả, con luôn là niềm tự hào của bố. Sau đó tranh thủ trở về nhà sớm hơn mọi khi, vì sợ nóc nhà cắt cơm của hai bố con. Lúc này người bà tỏ vẻ đầy tự hào, vì Dom đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Họ không biết rằng bình yên này sẽ không còn kéo dài được lâu nữa. Tây lúc này bàn với mọi người về kế hoạch mới là đến La Mã để đánh cướp con chip lượng tử có giá trị lớn. Cả bọn nâng ly chúc mừng khi vụ mới sẽ thắng lợi. Bà mong Dom sẽ giúp đỡ nhiều người hơn nữa để không ai còn phải đi nhầm đường, lạc lối vào hồ kem ngủ máy lạnh thì hết sẩy. Tối hôm đó Dom chăm chú nhìn con trai đang ngủ say. Anh nhìn ra cửa có vẻ suy tư, cảm nhận thấy tâm tư của chồng, Letty liền lại gần trấn an. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, coi chừng bạc tóc đó anh. Tôi liền ôm hôn chồng rồi trao cho anh sợi dây chuyền kỷ vật của hai đứa. Em không biết tương lai như thế nào nhưng hiện tại cứ đóng gạch trước đã đi anh. Bỗng đến nửa đêm thì có bốn kẻ thủ cũng tìm đến nhà với đầy thương tích, làm mất đứng vậy bà nội. Thấy có bốn mét thì lập tức vào đánh thức con trai đưa đến nơi an toàn, rồi vác cây súng ra định cho Cypher ăn mấy viên kẹo. À đến không phải để gây chuyện, mà muốn báo cho Dom về một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Hắn đi một mình bước vào trụ sở của cô như trốn không người. Tất nhiên Dante có sự chuẩn bị từ trước, người nhà thân cận của Cypher đều bị bắt làm con tin, bởi vậy họ chỉ đành tuân lệnh hắn, tình thế lật như bánh tráng, mọi họng súng đều chĩa về phía Cypher. Hắn muốn Cypher để phe của hắn với mục đích là mượn tài năng của cô tiêu diệt gia đình Dom, nhưng cô từ chối, hắn liền lấy đi thiết bị hắn cần, rồi hạ lệnh cho đám lính giết chết Cypher. Tuy nhiên cô ấy cũng đã đề phòng trường hợp bị phản bội, nên nhanh tay kích hoạt điều khiển từ xa khóa toàn bộ vũ khí bọn lính bóp vào, nhưng không có bất kỳ viên đạn nào bay ra. Trong lúc chúng còn đang nhơ nhác, Cypher đã ra tay chiếc đấm vỡ mồm thằng đứng cạnh, rồi đánh mấy tên bất tỉnh. Tuy nhiên thân gái một mình, Cypher đành chịu thiệt thòi trước đám lính được huấn luyện đặc biệt tinh nhuệ. Rất nhanh cô bị trúng đòn và dồn vào chân tường. May lúc này có thằng giật thiết bị kích hoạt lại chế độ mở cho vũ khí, vậy là Cypher giật khẩu súng mở đường máu cho mình. Cô bay người đất sau bức tường giúp thiết bị điện xung quanh bỗng tối thui. Cô ra đâm trúng cổ một thằng, vừa hay cửa thang máy mở ra, Cypher liền ra sức chạy vào, thế nhưng một tên mập đầu chọc đã lao theo đẩy ngã cô. Trước tình thế nguy hiểm, Cypher chỉ đành ván nứt dây cáp cho thang máy rơi tự do, cuộc vật lộn không cần sức diễn ra. Sau đó Cypher may mắn tóm được hắn đè xuống dưới đỡ đạn cho cô, mà thoát nạn trong gang tấc. Trước khi nhấc đi, Cypher không quên nhắc nhở Dom về mối đe dọa sắp tới. Sáng hôm sau, Lillian tới báo Cypher mất gần 6 lít máu, đến bệnh viện chậm tí thì à hẻo rồi. Lúc này Dom mới nhớ đến đồng đội đang đến La Mã, nhưng ở đó hiện không có nhiệm vụ gì, bất chợt họ phát giác đây chắc là một cái bẫy, nên chuẩn bị đến đó để tìm hiểu. Chuyển cảnh, lúc này nhóm 4 người của Ramsey lên kế hoạch mới, đánh cướp chiếc xe tải vận chuyển chip lượng tử. Nhưng họ không biết là mình đã rơi vào cái bẫy mà Dante tạo ra. Hank và Roman thì có nhiệm vụ chạy theo đoàn xe, còn Ramsey và Taze thì điều khiển con xe sự sao của mình. Thổi khí gây mê vào buồng lái. Đợi mục tiêu đi qua, anh và Ramsey liền nhảy xuống nóc xe. Họ mở dọn chỗ ngồi, chưa kịp nắm vít thì chiếc xe đã lao đi và mất kiểm soát, không thể điều khiển hết hai người bên trong. Dom yêu cầu Ramsey tắt ngay thiết bị radio trên xe. Taze lúc này cũng phát hiện xe đang chở một quả bom siêu to khổng lồ. Kiểu này chắc phải gặp tổ tiên sớm thôi. Lúc này bỗng có một chiếc xe phát nổ, Dante đứng xa quan sát và cười hả hê trong sự thích thú. Hắn cho nổ thêm một chiếc xe khác như trò điều khiển,
Lúc này Dom cùng Leslie cũng có mặt. Tay gió tình hình thì được Ray One yêu cầu cho tiếp cận để vô hiệu hóa quả bom. Tất nhiên không để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy. Hắn ngay lập tức mở cửa xe rồi cho chiếc xe tăng tốc. Dom không có cơ hội vượt lên chiếc xe tải. Leslie cố ý vượt để đánh lạc hướng, tạo điều kiện giúp Dom vượt qua bắn sợi cáp chắn ngang đường để chặn chiếc xe lại. Dante điều khiển chiếc xe lao thẳng về phía Dom, nhưng chiếc xe mắc phải sợi dây mà anh vừa bắn ra, chiếc xe lật nhào trên đường. Han với Roma thì ra sức kẹp hai bên xe thắng muốn xúc quần, nhờ vậy mà chiếc xe đã dừng lại, nhưng quả bom bên trong cũng đã lăn ra khỏi chiếc xe. Hai vợ chồng Dom tăng tốc đuổi theo, suýt nữa là đè lên người Letty sẹt lép như con tép, quả bơm lăn tới đâu thì nơi đó bị đổ nát tới đó. Lúc này Dante cũng xuất hiện, hắn dùng chiếc mô tô chơi trò diệt đuổi theo Letty trên đường, nhưng không quên cho đồng đội của cô một quả bom. Bùm, may là Ray One kịp nhảy ra khỏi xe, chứ không là lên bàn thờ xem là hỏa thân rồi. Lúc này Dom đang cố gắng hết sức chặn quả bom, nhưng nó lại lăn tới một cụm xăng gần đó. Anh liền lao xe tới chắn vụ nổ để bảo vệ mấy anh trai đang uống cà phê. Lửa bốc cháy dữ dội, chút nữa là Dom thành gà quay rồi. Quả bom vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó tiếp tục lăn trên đường phố. Thì bỗng có một chiếc xe buýt chắn ngang đường bị chia cắt làm hai, cảnh tượng thành phố Dom trở nên náo loạn. Bên này Letty vẫn đang đuổi theo Dante vào một con hẻm nhỏ không rời, nhờ có thiết bị gây nhiễu mà hắn chưa kích hoạt được quả bom. Hắn định dùng chiếc cổng sắt chắn đường cô. May là skill của cô đâu phải dạng vừa đâu, liền trổ tài hất đít xe vượt chướng ngại vật. Trong lúc đuổi theo Dante, thì Letty đã bị cảnh sát bao vây bắt giữ, hình như cô là bọn khủng bố, còn đồng đội thì may mắn đã nhanh chân chui xuống cống tẩu thoát. Bên này Dom cũng không ngồi yên, Dante đã kích hoạt quả bom đến lượt 30 giây nữa sẽ phát nổ. Anh đạp ga đánh lái cắt đuôi xe cảnh sát, rồi phi vượt qua phía trước của quả bom. Dù đã ra sức quay lại, nhưng không sao có thể chặn quả bom dừng lại. Thấy chiếc cần cẩu gần đó, Dom liền tăng tốc lao thẳng lên không, đâm mạnh vào cần cẩu. Nhờ lực va chạm mà khiến nó xoay về hướng quả bom làm nó rơi xuống biển. Dù sức công phá ở dưới nước đã được giảm đáng kể, nhưng vụ nổ vẫn càn quét mọi thứ xung quanh. Rất may nhờ hào quang nhân vật chính mà Dom đã thoát chết trong gang tấc, nhưng xe cảnh sát phía sau lưng anh thì không may mắn như thế, liền bị vụ nổ thổi bay hết lên trời. Dante đứng từ xa quan sát với vẻ mặt đằng đằng sát khí, có vẻ như việc trả thù của hắn chưa dừng lại ở đây. Truyền thông đồng loạt đưa tin vụ bị khủng bố là do nhóm của Dom cầm đầu. Vụ việc đang được lan truyền vô cùng chóng mặt ở khắp mọi nơi. Sau biết tin tình đến thông báo cho Dom, vợ anh đang bị người của cục FBI bắt giữ ở một căn cứ bí mật. Anh đã bị cô lập và phải tự mình giải cứu gia đình. Quả nhiên cục FBI đang cho người ra sức truy lùng đám người của anh. Đứng đầu là đặc vụ Ames, hắn đang chỉ đạo đám bí mật chế độ mắt thần để truy lùng từng người trong gia đình của Dom. Nhưng Tess đã nhanh tay lấy đi phần cứng như lúc nào không hay. Xui xui ông già, hắn tức không nói nên lời. Chuyển cảnh, lúc này Nick tờ đưa đang cùng dì của mình chơi game. Chơi gì mà hắn hoài, chắc là chơi hack đúng không nhóc? Vừa dứt lời thì người của cục theo lệnh Ames lao vào tấn công. Bọn chúng muốn bắt hai dì cháu làm con tin, nhưng với tài nghệ của người dì đã đánh cho bọn chúng phải bò ra đất. Đám lính ngày lúc một nhiều, may là lúc này Jacob đã đến giải nguy cho hai dì cháu. Với tài thiện xạ và sức mạnh trâu bò của mình, anh đã hạ từng tên một. Anh bắt một tên rồi quật hắn xuống khiến bể cả sàn nhà rồi rơi thẳng xuống đất. Trước sự kinh ngạc của Mia, Jacob nhảy từ trên lầu xuống hạ nhốt hai tên còn lại, rồi tiện tay cùng Mia quăng một tên ra ngoài. Quả đúng câu nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Làm chủ tình hình, hai người chia nhau ra chạy trốn và hẹn gặp nhau ở Euro. Jacob thì có nhiệm vụ bảo vệ thằng cháu của mình. Hiện tại Tess theo sự chỉ dẫn đến quán bar để cùng Dom, nhưng lại gặp mấy thanh niên trẻ trâu khi ra dậy quá, liền tận cho chúng vài đường sắp mặt lờ. Tess tiết lộ cho Dom kẻ thù đang ở Euro. Anh yêu cầu cô giúp mình đến đó và cứu Letty ra tù rồi đưa sợi dây cho cô ấy dùng, còn mọi chuyện còn lại để anh lo liệu. Hôm sau Tess tìm đến nơi Letty đang bị nhốt. Sau khi đưa sợi dây chuyền của Dom xong, Tess giả vờ bị cô hấp riêng mình. Đám cảnh vệ vào túm cổ Letty rồi bỗng quay lưng đi. Letty nói gì vậy má? Sau đó cô được chữa trị vết thương, nhưng Cypher lúc này cũng có mặt tại đây. À ấn điều khiển để xả khí độc khiến mấy bác sĩ ngất đi, rồi không quên giao cấu võ công với cô. Letty đấm cho à mấy phát vào bụng nhưng lại bị Cypher bắt kèo trên túm cổ khóa đòn. Cô dùng hết sức đạp mạnh vào tường khiến hai người rớt thẳng xuống đất. Nhân cơ hội cô phi tới cho ả một cú nhân hoàn cướp ngất xỉu. Cô vội leo lên lỗ thông gió để tìm đường ra khỏi đây, nhưng cố gắng lên thấy bà nội thì bỗng hụt hẫng vì mình đang ở mắc cực. Letty đành ngậm ngùi leo xuống tìm cách với ả Cypher. Ở một diễn biến khác, anh Dom nhà ta thì vui vẻ đến lễ hội đua xe cùng mấy cô gái chân dài trong bộ đồ thiếu họa, với những điệu nhảy sexy làm mấy anh phải kéo cờ.
khi bước xuống xe, Dom được mọi người chào đón nồng nhiệt, nhưng cuộc vui thì sớm tàn. Lúc này Dante cũng có mặt tại bữa tiệc, hắn hâm dọa rằng sẽ giết anh để kết thúc hết mọi chuyện. Bốn chiếc xe dừng trước vạch xuất phát, liền có một em gái cầm cờ sexy bước ra, báo hiệu cho cuộc đua bắt đầu. Bốn chiếc xe lao nhanh như một cơn gió, Diego chủ động tăng tốc độ lên, cô nàng Isabel cũng không chịu thua nhanh chóng nhấn ga đuổi theo. Lúc này Dom phát hiện ra dưới gầm xe của bọn họ đều đã bị gắn bom, chắc chắn là do thằng Dante bày ra trò này nhằm mục đích bắt Dom phải đau đớn khi nhìn những người bạn mình phải chết đi. Hai chiếc xe đột nhiên phát nổ trong sự thích thú của Dante, rồi hắn chạy đi mất. May là Isabel được Dom cứu kịp lúc trước khi hai chiếc xe nổ tung. Sau khi trải qua một đêm mệt mỏi chăm sóc cô gái, thì cô cũng đã tỉnh dậy và cảm ơn Dom vì đã cứu mình. Cô mượn lấy thân báo đáp mà Dom thì không chịu. Cô ấy cho em biết căn cứ bí mật của Dante rồi Dom rời đi, liền bị đặc vụ Ames theo dõi, nhưng đồng bọn của anh đã ngăn cản hắn. Hắn liền đấm cho từng tên phải nằm gục ra đất, yếu thế mà cũng bày đặt cản anh. Hai huynh kia tính lao vào nhưng bị hù cho phát cũng té đái không dám nhúc nhích. Ở một diễn biến khác, cậu con trai của Dom thì đang được sự bảo vệ của ông chú Jacob. Anh đang đưa cậu nhóc đi trên con xe cổ của mình. Hai chú cháu hào hứng nhún nhảy theo từng giai điệu của bài hát khi đang trên đường tới sân bay để đến Dom hội ngộ cùng với gia đình. Khi hai chú cháu đang nói chuyện thì có mấy tên lạ mặt bám theo lên tận máy bay. Anh liền dụ bọn chúng đi chỗ khác rồi tiện tay hạ gục chúng trong một nốt nhạc. Cô tiếp viên thấy ba tên nằm một đống cũng thể biết là do anh Jacob nhà ta làm. Cuối cùng hai chú cháu chỉ đánh lấy chiếc thuyền ca rắc trốn đi, nhưng mà con thuyền này lạ lắm, có cả cánh với động cơ nữa chứ. Lúc này, Dante cùng những người khác đã được bí mật đưa đến Rio. Cô dẫn mọi người đến chỗ người quen cũ, đang nhiều hàng đường dây bán hàng ở chợ đen để mua vũ khí và xe lậu. Nhưng kẻ thù của họ còn nguy hiểm hơn mấy phần trước. Hắn dùng máy tính để hack hết tiền của bốn đứa, rồi làm trò như hồng hài như ngồi nói chuyện với mấy cái xác. Tao chết cũng không yên với mày nữa. Cả đám phát hiện không còn tiền trong thẻ, nhưng lúc này Roma cho mọi người bất ngờ. Anh đã đánh dấu tiền đầy người tha hồ mà mua nha cưng. Khi đang giao dịch thì tên tóc vàng đã gửi thông tin nhận diện của bốn người tới cục đặc vụ. May là Nam C kịp thời nhìn thấy liền tác động vật lý cho hắn một phát đau đớn vì cái tội dám bố láo với chị. Cuối cùng Han cùng mọi người tìm đến nhà của người quen cũ mong được sự giúp đỡ. Do quan hệ trong quá khứ không được tốt lắm nên anh ghét cứng cổ kéo Han vào đóng cửa. Bọn họ vừa trao đổi được vài chiêu thì người của cục lao xe phá hỏng bức tường. Han cùng Beck tạm gác lại ân oán hay khiêm nhau đánh một từng tên. Hai bên giao chiến rất ác liệt nhưng Beck không quên gâm cho tên lính một dao ngay cổ. Lúc này mấy tên lính tiến vào ngày càng nhiều, nhưng cũng bị anh cho về đoàn tụ gặp ông bà. May là anh có mặt kịp lúc cứu Han một mạng, không là bị bắn ngủng từ tỏi rồi. Bên ngoài bọn người Nam Xây cũng đã bị bao vây và bị yêu cầu giao lại laptop. Cô giả với đôi rồi động thủ luôn không nói nhiều. Cục diện trận chiến nhanh chóng có kết quả. Đám lính của cục nằm sàn hết không còn một tên. Cả nhóm gặp mặt khẩn trương bàn kế sách hành động, nhưng đau ra cha nội chui ra của chiếc túi đen, làm Roma hú hồn chim én. Bên này Dom tìm được căn cứ của Dante. Dom nhận ra yêu mà hắn nhắm đến lại chính là những thành viên trong gia đình mình. Thì ra hắn muốn trả thù cho ông bố. Vào 15 năm trước bị mọi người của Dom giết chết ở Brazil. Anh gọi cho Dante cảnh cáo hắn không được động tới gia đình của mình, không mày sẽ nhận hậu quả. Nhưng không may cho Dom là bị đám của cục bắt đi. Thì trên đường áp giải đến trụ sở thì bị đám người của Dante mai phục trên cầu cho cả đám ăn nguyên quả tên lửa. Cả bọn không kịp trở tay vì lính đầu ra đã bị ăn đạn. Hai bên xả đạn liên tục về phía đối phương nhưng người của cục thì hay thêm nhau ăn hành. Bây giờ đặc vụ Ames cũng đành bắt tay với Dom. Hắn liền quăng cho Dom một khẩu súng rồi hai bên lao vào bắn giết. Dom dùng chiếc xe làm lá chắn để tiến lại sát lá cà với chúng. Tình hình khá căng khi Dante dùng Isabel mà Dom vừa cứu lúc trước ra làm bia đỡ đạn. Bỗng Tess từ đâu xuất hiện, dùng súng uy hiếp Dante thả con tin. Trong lúc nóng giận Dom đã lao vào và cho hắn mấy cái, khiến hắn bị đánh sấp mặt, rồi còn dở trò năn nỉ vì gãy mất chiếc răng quý, khiến anh mất cảnh giác. Máy bay theo sự chỉ đạo của Dante liền hạ gục Tess và đặc vụ Ames. Hắn muốn anh phải chịu cái cảnh mất đi người thân yêu trước mắt. Dom liền lao đến cứu cô gái, rồi dùng cánh cửa chắn mấy phát đạn từ kẻ địch. Dante thì vui sướng nhảy nhót ăn mừng trước sự đau đớn của Tess và lấy đôi mắt thỉnh thoảng quay lưng lên máy bay rời đi, còn không quên chế giễu Dom và đặc biệt Ames chỉ biết nhìn hắn rời đi trong sự bất lực. Sau khi về căn cứ, Dante đã cho người truy đuổi con trai của Dom về gần vị, phát hiện có kẻ đột nhập. Jacob liền lấy con xe độ ra để chạy trốn, bọn chúng đuổi theo rất đông. Hai chú cháu phối hợp ăn ý, liền hạ được mấy chiếc xe phát nổ. Trốn chạy được một lúc thì anh lao lên đường cao tốc. Jacob vì xe mình to mà ép cho bọn chúng nát bét. Trên trời thì Dom cùng với tên đặc vụ cũng tới để giải cứu con trai. Anh lao xe ra khỏi máy bay rơi ngay hai chiếc xe của kẻ địch, khiến chúng va chạm liên hoàn với nhau. Lúc này hai cha con gặp nhau trong niềm vui sướng.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cậu con trai lại bị Dante bắt đi trước sự ngỡ ngàng của Dom. Hắn tăng tốc nhưng không quên hút cho Dom một phát văng khỏi đường. Dom vẫn cố gắng bám theo Dante thì có một đám người đang lao về phía anh. Cậu em thấy vậy liền lao mình vào chúng, dùng tính mạng của mình để giúp cho Dom thoát khỏi sự bao vây mà có thể cứu con trai. Anh đau đớn trước sự hy sinh của em trai, niềm đau chưa kịp nguôi ngoai thì có hai chiếc máy bay lao đến, bắn hai sợi dây vào xe muốn kéo anh đi. Nhưng nào dễ vậy, anh đạp ga, rồi vận động cơ phản lực kéo cho hai chiếc máy bay mất kiểm soát va vào nhau. Cuối cùng Dom cũng đuổi kịp Dante, anh mượn xác của hai chiếc máy bay để dọn đường, nhưng không quên cho hắn một phát trúng ngay đích. Hai chiếc xe xoay tròn trên đường, nhân cơ hội này Dom bảo con trai nhảy qua xe mình và cứu được cậu con trai, nhưng lại để cho Dante trốn thoát. Hắn dụ anh đến một đập thủy điện gần đó, nơi mà hắn đã răng bẫy chỉ chờ cho Dom lọt vào trong. Đồng đội của Dom cũng tới nhưng đã bị Ames quay xe cho đám người Nam C ăn nguyên quả tên lửa. Máy bay bị trúng liền bốc cháy rồi mất kiểm soát lao xuống vách núi. Cửa hắn xông lên Dante điều khiển hai chiếc container đã chờ sẵn trắng hai đầu. Lúc này Dom mới nhận ra là mình đã bị người lùn dừng xe. Dante nói với anh rằng ngày này năm sau là ngày giỗ của hai cha con mày. Mọi kế hoạch đã được hắn sắp xếp từ rất lâu rồi, chỉ chờ ngày này tới thôi. Vĩnh biệt. Hắn liền điều khiển hai chiếc xe lao tới xe của Dom. Nhưng anh cũng không muốn ngồi yên chờ chết, liền lao xe xuống con đập. Vụ nổ quá lớn khiến hai cha con của Dom chạy muốn xúc quần. Ngọn lửa lao nhanh như muốn nuốt chửng chiếc xe. Lúc này Dom ra sức tăng tốc lao mình xuống nước nhưng đã thoát khỏi được vụ cháy mà an toàn leo lên bờ. Hai cha con ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Phim đến đây cũng kết thúc rồi. Mình khuyên các bạn hãy ra rạp xem phim để có những trải nghiệm thú vị nhất nhé. Vì đây chỉ là review phim thôi, hãy cùng mình đón chờ phần tiếp theo của tập phim này nhé. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim này hãy cho mình biết ở bên dưới nhé. Nếu các bạn thấy hay thì ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!